Hiện nay, khi đời sống của con người ngày càng được nâng cao, mọi thói quen sinh hoạt, ăn uống của con người cũng vì thế mà thay đổi từng ngày. Kèm theo đó, yêu cầu đối với những thứ mà con người muốn nạp vào cơ thể cũng cao hơn, luôn đòi hỏi về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật, đặc biệt là nước, bởi đó là một thành phần không thể thiếu của sự sống con người. Nắm được nhu cầu thiết yếu của thị trường, bạn đang có ý định mở một cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết đóng bình, đóng chai và chưa cần biết làm những gì thì hãy xem hết video này nhé! Để mở một cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai, trước hết bạn cần chuẩn bị những thủ tục về pháp lý như giấy phép đăng ký kinh doanh, các sản phẩm ngành nước, hình thức công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh. Hồ sơ phân tích mẫu nước theo đúng Nghị định 38/2012, Nghị định CP ban hành. Hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ sở hữu thương hiệu, tem nhãn. Lựa chọn loại bình, loại chai, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo QCVN 1/2010 của Bộ Y tế Việt Nam quy định. Lĩnh vực kinh doanh nước uống tinh khiết đóng bình đóng chai là một ngành đặc biệt, đòi hỏi yếu tố vệ sinh nghiêm ngặt vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người. Để tạo ra nước uống tinh khiết đóng bình đóng chai thì chúng ta có thể tiến hành sử dụng các nguồn nước khác nhau như nguồn nước ngầm, nước ao hồ, nước máy, nước sạch và sử dụng dây chuyền lọc nước công nghiệp. Vị trí mở cơ sở sản xuất cần tránh những nơi như bệnh viện, khu xử lý rác, nghĩa trang. Bạn nên đặt cơ sở của mình ở những nơi đông dân cư, có chất lượng nước nguồn đảm bảo, cung cấp đủ nước cho hệ thống dây chuyền lọc nước vận hành. Chuẩn bị hệ thống đường nước nguồn ổn định, chuẩn bị nguồn điện 3 pha, phục vụ cho hoạt động sản xuất. Diện tích để mở cơ sở sản xuất cần phải đảm bảo được các yêu cầu về sản xuất, tùy thuộc vào công suất của cơ sở mà cần một diện tích mặt bằng thích hợp. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các đơn vị cung cấp các sản phẩm lọc nước tinh khiết, công nghiệp cũng như các thiết bị phụ trợ như máy chiết rót, máy rán nhãn, nhưng không phải đơn vị nào cũng cung cấp các sản phẩm chính hãng có nguồn gốc rõ ràng. Trong khi đó, để một cơ sở hoạt động ổn định, thu được lợi nhuận cao thì một trong những yếu tố quan trọng đó chính là cơ sở vật chất phải đảm bảo tiêu chuẩn. Tại thị trường Việt Nam hiện nay thì công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An tự hào là doanh nghiệp uy tín với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối hệ thống máy chiết rót, dây chuyền lọc nước. Các sản phẩm mà Việt An cung cấp đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuổi thọ sử dụng trên 15 năm và được bảo hành 12 tháng bảo trì dài hạn. Hình ảnh quý vị đang theo dõi là cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết của khách hàng Việt An. Chủ cơ sở cho biết, anh hoàn toàn tin tưởng và sử dụng hệ thống dây chuyền lọc nước và máy chiết rót của công ty Việt An.
Chúng tôi hy vọng những thông tin trên sẽ là những thông tin bổ ích giúp cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.